chào. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Siêu Quậy Tí Hon, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp thực hiện và được sự tài trợ bởi công ty cổ phần Diana. Tôi đã nghe và nghe rất rõ tiếng cổ vũ của quý vị rồi, nhưng chúng ta hãy cùng nhau làm một việc rất quan trọng, đó là giới thiệu các đội chơi ngày hôm nay. Đội màu đỏ: Hạng Long, Thúy Tinh, Minh Thuận, 1,5 tuổi, cân nặng 11 kg, thích chơi banh, đi xe và thích uống nước ngọt bằng ống hút. Hạng Ruồi: Thúy Tinh, Thùy Linh, 3 tuổi, cân nặng 15 kg, thích chơi bồng bổng và đi công viên. Hạng Nặng: Thí sinh Minh Thư, 6 tuổi, cân nặng 29 kg, thích uống sữa, thích đi chơi công viên và chơi trò chơi công chúa. Đội màu xanh: Thí sinh Huy Khánh, 1,5 tuổi, cân nặng 10 kg, thích chơi ô tô, chơi bóng và chơi Lego. Hạng Ruồi: Thí sinh Lê Khanh, 3 tuổi, 15 kg, sở thích là thích nghe kể chuyện và thích hát. Hạng Nặng: Thí sinh Quang Nhật, 6 tuổi, 29 kg, có rất nhiều sở thích, đặc biệt rất thích vẽ. Đội màu vàng: Thí sinh Nam Khánh, 1,5 tuổi, cân nặng 10 kg, sở thích thích chơi bong bóng, chơi Lego và xem tranh ảnh. Hạng Ruồi: Thí sinh Hoàng Dương, 3 tuổi, cân nặng 14 kg, sở thích thích chơi búp bê và chơi gấu bông. Hạng Nặng: Thí sinh Giáng My, 6 tuổi, cân nặng 27 kg, thích vẽ, thích hát, thích bơi lội và nhịp điệu. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch Hạng Long. Giải vô địch Hạng Long dành cho các thí sinh nhỏ tuổi nhất của cả 3 đội chơi, và các thí sinh của chúng tôi ngày hôm nay đều 1,5 tuổi. Lần lượt sẽ là Tony, bạn Bi và bạn Bo. Cả 3 thí sinh cùng đã sẵn sàng để cùng tham gia trò chơi mang tên kéo xe. Mỗi thí sinh sẽ được nhận một cái xe là một con thú bằng gỗ. Các con sẽ kéo từ vạch xuất phát cho đến đích. Ai về nhất sẽ nhận được 3 điểm, về nhì nhận được 2 điểm và người cuối cùng nhận được 1 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ không chần chừ nữa mà hãy cùng bước vào phần thi đấu của các thí sinh trong trò chơi kéo xe. 1, 2, 3, bắt đầu! Trả lời như thế bạn. Vô con, 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 vô con. Con bước lên, con đáng lên. Đúng rồi. Con ơi, đây, con vô tay cả đi, con vô tay cả. Con đi, 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 con đi. Rồi, 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 đi vô đây, đi vô đây. Rồi, đi vô đây, đi vô đây, đi vô đây, đi vô đây. Rồi, ông lên đây con, lên đây con. Nào, chúng ta cùng bước lên và gặp phụ huynh của mình đi. Xin mời các chị. Tới đây. Đúng rồi. Kính thưa quý vị, quả là có rất nhiều bất ngờ và gây cấn. Đội màu vàng đã di chuyển rất nhanh và chỉ còn một chút xíu nữa thôi là đến đích rồi. Tuy nhiên, đội màu xanh lại âm thầm vượt qua mặt và con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Đội màu vàng, con nhận được 2 điểm. Tony, con nín khóc chưa? Đây, lau nước mắt đi nè. Rồi, con nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Mi gió đi. Tony, mi gió đi. Thấy chưa, vẫn vui vẻ và vẫn mi gió như thường. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi phần thi đấu của các thí sinh chúng tôi. Chúng ta lại tiếp tục đến với phần thi đấu của các thí sinh ở giải vô địch Hạng Ruồi. Trò chơi kéo xe đã kết thúc với các số điểm như sau: đội đỏ 1 điểm, đội xanh 3 điểm và đội vàng 2 điểm. Chào mừng quý vị đang đến với giải vô địch Hạng Ruồi. Giải vô địch Hạng Ruồi ngày hôm nay sẽ là phần thi đấu của các thí sinh 3 tuổi. Và các thí sinh sẽ cùng nhau bước vào một trò chơi rất quen thuộc, đó là trò chơi thầy tả.
thí sinh sẽ làm giống như mẹ của mình vậy, có thể thay tả theo cách của người lớn hoặc là cách của các con, miễn sao thay tả cho em thôi. Các con sẽ mở tả ra, nhớ bôi phấn cho em và thay vào một cái tả mới nhớ nha. Nào, đội màu đỏ, ở nhà con có em bé không? Có. Em của con mấy tuổi? 2 tuổi. 2 tuổi. Còn con mấy tuổi? Con 3 tuổi. 3 tuổi giờ mấy con tay? 3 tuổi giờ làm sao đâu? À vậy là 3 tuổi. À vậy thì ở nhà có khi nào em bé khóc nhè không con? Có. Vậy khi em bé khóc thì con làm gì nè? Con cho em uống sữa. Con giỏi quá. Rồi có khi nào con uống hết sữa của em không? Không. Vậy còn con, ở nhà con có em bé không? Ở nhà con có em bé không? Nhà con có em bé nè. Rồi bình được búp bê nhỏ. À em bé là búp bê nhỏ. Vậy có khi nào con hát cho búp bê nghe không? Dạ. Con hát sao đâu? Ba ơi ta về ca trong mẹ. Mẹ ơi ta về ca trong ta. Con hát với bạn đi. Ta cùng thương yêu nhau xa là nhớ. Hay quá. Các con đã có một sự khởi đầu rất tốt rồi. Bây giờ nhớ nha, thay tả cho em bé, bôi phấn vào cho em và thay một tả mới vào. Chú Đình Toàn sẽ đưa cho mỗi bạn một cái tả mới. Của con và đây là của con. Nhớ thay cho thật khéo léo cho em chúng ta nha. 2 phút 30 giây dành cho trò chơi thi thay tả của ba thí sinh bắt đầu. Thay tả đi con. Đúng rồi. Rồi, con đặt tả cũ đây. Bôi phấn cho em. Con bôi phấn cho em. Con bôi phấn cho em. Không sao luôn nữa. Con bôi cho em không được rồi. Con bôi sau lưng cho em chưa? Rồi mình thay một cái tả khác vào. Thay tả khác vào cho em đi con. Con bôi cho em sau lưng đúng rồi. Con bôi sau lưng cho em chưa? Rồi mình thay một cái tả khác vào. Tả khác vào cho em đi con. Đúng rồi, giỏi lắm. Con mở tả ra. Đúng rồi. Hay quá. Lấy tả lên. Kéo tả lên. Con phải đặt cái tả xuống. Rồi. Con đặt em vào. Con đặt em vào dẫn cái tả đi. Tả vào. Rồi. Đây. Đúng rồi. Rồi con bắt em ra kéo tả xuống. Rồi con dán này. Tìm miếng dán ở đâu? Tìm miếng dán ở đâu? Đây nè. Và con thì sao? Mở chân em ra, không mở chân em ra. Con tìm lấy miếng dán đi, con tìm miếng dán đi. Đây nè, miếng dán đây nè. Đây. Rồi, con dán vô đâu? Còn bên này nữa con, bên này nữa. Tìm miếng dán bên này nữa. Ồ, hay quá, xong rồi con ẵm em lên. Thế con làm gì lên. Dạ, cũng đã sắp hết giờ rồi. Đâu nào, chúng ta hãy cùng kiểm tra của các thí sinh nha. Đội màu đỏ. Con mà tả rất giỏi. Thế là đội màu vàng. Cái này là con mà tả cho đồ gối của em nè. Còn con, đội màu xanh. Nói chung, ngày hôm nay cả ba thí sinh đều hoàn tất
việc mặc tả cho búp bê. Tuy nhiên, thứ tự thì có khác nhau. Đội màu xanh có nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Đội màu vàng có nhận được 2 điểm cho việc mặc tả của mình. Vậy thì con nhận được 3 điểm cho công việc của mình. Sau đội màu đỏ, 3 điểm là giơ mấy ngón tay giơ lên chú Toàn coi coi. Thấy không? 3 điểm là mấy ngón? Dày hay dày? Dày. Rồi, chấp nhận luôn. Thế là các thí sinh đã hoàn tất công việc của mình rồi. Chúng ta cùng trở lại và gặp gỡ các thí sinh ở vòng vô địch Hạng Long. Trò chơi thay tả đã làm thay đổi các số điểm của các đội. Đội đỏ 4 điểm, đội xanh 4 điểm và đội vàng 4 điểm. Chúc mừng cả 3 đội. Chúng ta lại gặp lại nhau và gặp lại các thí sinh ở giải vô địch Hạng Long. Và lần này, các thí sinh sẽ cùng đến với chúng ta qua một trò chơi mang tên Uổng Ngoan Nào. Mỗi thí sinh sẽ nhận được một bình nước với thể tích như nhau là 60ml. Và ai uống trước nhận được 3 điểm, ai uống hết nhì được 2 điểm và người còn nhiều nhất đương nhiên nhận được 1 điểm. Nào, bây giờ thì xin các bậc phụ huynh hãy cùng giúp đưa các bình nước ra cho các thí sinh nào. Đây. Dạ. Thời gian dành cho cả 3 thí sinh 2 phút 30 giây bắt đầu. Cậu uống đi nè. Tự cầm và uống rồi 5 phút luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Ôi, hay quá. Tiếp tục đi con. Tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Đi đi. Tiếp tục đi con. Bò. Có một cái giá đỡ rất là chắc chắn. Hay quá. Đúng rồi con, gửi đó. Giỏi quá. Giỏi quá. Ngồi yên uống sữa được không? Ngồi yên quên uống nước chứ. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. 2 phút 30 giây thôi các con. Uống nữa không? Uống nữa. Wow. No không con. Sắp hết giờ rồi, nhanh lên. Các thí sinh còn ai nữa? Còn Bi với lại Tây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dừng lại. Tôi đi chú Tàng coi nè. Giờ chú Tàng mượn đi. Giờ chú Tàng mượn đi. Đâu? Đâu? Của bạn Bi thì sao? Chú Tàng mượn cái bình nè. Chú Tàng mượn cái bình coi. Rồi, giỏi quá. À ha, rồi. Dạ. Tôi đi cho chú Tàng mượn nha. Đổi. Đổi không? Rồi đổi này lấy này. Rồi. Và bây giờ đã là lúc chúng ta cùng công bố điểm của các thí sinh. Tôi đi. Đội màu đỏ có nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Đội màu xanh nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Và cuối cùng, con rất là giỏi, đội màu vàng có nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Và mời quý vị hãy cùng chúng tôi trở lại với phần thi đấu của các thí sinh đã giải vô địch Hạng Rồi. Trò chơi Uổng Ngoan Nào với các số điểm như sau: đội đỏ 6 điểm, đội xanh 5 điểm, đội vàng 7 điểm. Chúc mừng đội màu vàng.
Chào mừng quý vị đã trở lại với dòng thi của các thí sinh ở giải vô địch hạng rồi. Và bây giờ các thí sinh sẽ cùng nhau đến với chúng ta trong một trò chơi mang tên nặng đất sét. Nào, trước khi chú Toàn công bố luật chơi thì các bạn giơ một bàn tay lên, giơ thêm bàn tay nữa, đưa hai ngón tay ra, khởi động hai ngón tay, khởi động hai ngón, ba ngón, bốn ngón, cả bàn tay luôn. Đúng rồi, chúng ta hãy làm cho đôi tay thật dẻo dai, thật khéo léo, bởi vì chúng con sẽ tham gia trò chơi nặng đất sét. Các con sẽ lấy đất sét trước mặt mình, xắn ra từng viên nhỏ, sau đó do thành từng quả bóng nhỏ và đặt vào dĩa. Sau 2 phút 30 giây, bạn nào vo được nhiều quả banh nhỏ nhất thì sẽ nhận được 3 điểm. Người về nhì sẽ nhận được 2 điểm và người cuối cùng chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Các con có thể cầm cả một cục đất sét lớn và do thành một viên lớn, nhưng chúng ta muốn nhiều viên nhỏ sẽ được nhiều điểm hơn, nhớ nha. Nào, bây giờ thì 2 phút 30 giây bắt đầu. Xả đất sét ra nào. Lên con xả đất sét ra đi. Rồi, để đất sét ra. Đúng rồi, xả ra từng cái nhỏ. Con có thể đặt xuống, con xả ra từng cái nhỏ. Rồi, rồi, con đặt xuống, con xả ra từng cái nhỏ. Con xả ra, chúng ta xả luôn. Dạ. Dạ, rồi. Thành từ viên nhỏ, đúng rồi, đây đi, ra đòn, giỏi lắm, xong thì con đặt vào dĩa, khi con bỏ tròn xong thì con đặt vào dĩa trước mặt mình, được rồi thì lên đặt vào đĩa đi con, chút tròn chưa, à, cho thêm chút lên tròn, con tròn chưa? Hết giờ rồi, chỉ còn những giây cuối cùng, nhanh lên con. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dừng lại. Dừng lại nào. Chú Toàn xem nha. Đầu tiên, đội màu xanh, con bo được bao nhiêu quả bóng rồi? Cái này tròn chưa? Đây. 1, 2, 3, 4 quả bóng nhỏ. Đội màu vàng, 1, 2, 3. Cái này có là hình tròn không? Cái này là hình tròn không con? Cái này tròn chưa? Ủa tròn rồi đó hả? Cái này chưa có tròn lắm, thôi chúng ta để ra đây. 1, 2, 3, 4. Rồi, tròn tròn ở đâu? Chúng ta coi. Wow, màu đỏ, con làm được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quả bóng nhỏ. Và kết quả đương nhiên sẽ là đội màu đỏ sẽ nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Đội màu vàng và đội màu xanh, cả hai đội đều bo được 4 quả bóng nhỏ và cùng nhận được mỗi đội 2 điểm về cho đội của mình. Chúng ta hãy cùng tiếp tục thiêu quậy tí hon ngày hôm nay bằng cách đến với các thí sinh ở giải vô địch hạng nặng. Kết thúc trò chơi nặng đất sét, đội đỏ đang vươn lên 9 điểm, đội xanh 7 điểm và đội vàng cũng 9 điểm. Nào, đội xanh cổ lên nha. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch hạng nặng. Hãy nhìn ngắm các thí sinh của chúng tôi. Các thí sinh giơ tay vẫy chào khán giả, gửi cho mọi người một cái hôn nồng nàn. Vâng, một sự khởi đầu rất hứng thú. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ cả ba thí sinh. Nào, đội màu đỏ, nói cho chú Toàn nghe,
Cây gối dùng để làm gì? Để ngủ. Đỡ màu xanh? Gối dùng để dựa khi chúng ta ngồi ghế, đúng không? Đỡ màu vàng? Như vậy đúng không? Rất là nhiều công dụng của cây gối. Vậy thì bây giờ hôm nay chúng ta hãy cùng nhau thêm một tác dụng của gối nữa. Chúng ta sẽ cùng đến với một trò chơi mang tên Chơi với gối. Mỗi thí sinh sẽ được nhận 3 cây gối, 2 cây gối hình vuông và 1 cây gối hình chữ nhật. Các con sẽ kẹp cây gối hình chữ nhật giữa hai chân và kẹp hai gối hình vuông hai bên dưới hai tay và sẽ cùng di chuyển lên đến hết vạch đích và quay trở về. Và ai trở về vạch xuất phát đầu tiên sẽ nhận được 3 điểm, người đến thứ nhì chỉ nhận được 2 điểm và người cuối cùng nhận được 1 điểm mà thôi. Sẵn sàng chưa? 2 phút 30 giây cho trò chơi chơi với gối bắt đầu. Nhớ chúng ta không được dùng tay nha, khi mà rớt gối giữa đường thì chúng ta phải dừng lại sửa lại, sau đó mới di chuyển tiếp. Đội màu vàng đã xuất phát rồi, tiếp theo là đội màu xanh, đội màu đỏ nhanh lên, đúng rồi, quay trở về, bạn lên trên đây luôn, bạn đảo xanh lên trên đây đàng hoàng, đúng rồi, quay lại một lần nữa đội vàng ơi, quay lại lần nữa. Quay lại. Đội màu vàng đang ở những mép cuối cùng trên đường đi của mình. Đội màu vàng xếp gối đi. Đội màu xanh. Wow, xếp gối của bạn. Màu đỏ cố lên, chúng ta chỉ còn một lượt cuối cùng thôi. Nhặt lên, giữ cho chắc vào, di chuyển tiếp. Đến đích rồi, xếp gối đi bạn. Và bây giờ mời 3 thí sinh cùng bước ra đây với chú Đình Toàn, nhanh lên. Và chắc chắn quý vị đã theo dõi và thấy rất rõ, đội màu đỏ có nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Con nhận được 1 điểm con buồn không? Vậy con vui không? Đúng rồi, chúng ta sẽ chơi hết mình và sẽ vui hết mình, đúng không? Và đội màu xanh nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Đội màu vàng con nhận được mấy điểm? 3. Lớn lên. 3. Là 3 điểm dành cho đội của con. Hay quá đi. Và kính thưa quý vị, các thí sinh của chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong trò chơi sau. Trò chơi chơi với gối. Đội đỏ 10 điểm, đội xanh 9 điểm và đội vàng lại tiếp tục vươn lên với 12 điểm. Chào mừng quý vị đã trở lại với giải vô địch hạng nặng và gặp lại các thí sinh quen thuộc của chúng ta. Và bây giờ họ sẽ cùng đến với tất cả chúng ta trong trò chơi đặt trứng. Mỗi thí sinh đều có trước mặt mình một rổ trứng với 5 quả trứng. Nhiệm vụ của các con là dùng một cái muỗng, nhớ không được dùng tay, múc quả trứng và di chuyển lên bục phía trước, bỏ trứng vào rổ của mình. Lưu ý không bỏ vào rổ của người khác, nhớ nha. Và sau đó trở về cứ lần lượt như thế cho đến khi truyền hết 5 quả trứng lên 3 rổ ở trên. Và bạn nào truyền nhanh nhất sẽ nhận được 3 điểm, người truyền thứ nhì sẽ nhận được 2 điểm và người cuối cùng chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Thôi được rồi, bây giờ chuẩn bị chưa nào? Cầm chiếc muỗng lên. Khoan múc đã, cầm chiếc muỗng lên thôi. Và trò chơi đặt trứng bắt đầu. Cẩn thận, đừng để trứng rớt đất nha. Nhanh lên, nhanh nhưng phải cẩn thận nào.
tiếp tục và phải tiếp tục thôi. Cho nên cả việc đặt trứng vào bổ cũng phải cẩn thận và nhẹ nhàng, nếu không nó sẽ văng ra ngoài. Lần này đội Hòa Thành có kinh nghiệm hơn trong việc đặt trứng vào đổ. Màu đỏ cẩn thận. Nhớ đặt trứng vào đổ nhỉ. Màu vàng con rất là giỏi, 3 quả trứng thôi. Tiếp tục đi màu đỏ, tiếp tục đi con. Còn màu xanh. Quay trở lại, lấy một quả trứng khác, đúng rồi. Lấy một quả trứng khác. Màu đỏ, nhanh lên. Hãy cẩn thận và chú ý đến cái muỗng của mình. Màu vàng, 5 quả trứng rồi, rất giỏi. Múc tiếp, không được bỏ vào. Tiếp tục con. Cẩn thận nha. Bỏ luôn, con phải quay về và lấy một quả trứng khác. Tiếp theo nào. Đây là quả trứng cuối cùng của đội màu xanh nào. Nhặt lên, tiếp tục múc tiếp. Bạn bước gì đây? Rồi con đặt lên cái muỗng. Ngược muỗng rồi. Vị trí của mình sau rất nhiều cố gắng, cả việc đặt lên chiếc muỗng thì các bạn cũng đã hoàn thành công việc của mình rồi. Và đội màu vàng với 5 quả trứng đã truyền về đích nhanh nhất, các bạn nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Đội màu xanh cẩn thận, bạn làm văng một quả trứng xuống đất rồi, về được 4 quả trứng và con nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Thế còn đội màu đỏ, con đã cố gắng hết sức kể cả việc đặt cái trứng lên một cái muỗng nữa, nhưng con đã làm rớt 2 quả trứng dọc đường và chỉ mang về được 3 quả trứng thôi. Con nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Vâng, bây giờ thì mời các thí sinh lui về đây. Và chúng ta cùng cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi cả 3 vòng đấu. Và tất cả chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả cuối cùng. Trò chơi đặt trứng kết thúc với số điểm như sau. Đội đỏ 11 điểm, đội xanh 11 điểm và đội vàng 15 điểm. Chúc mừng cả 3 đội chơi. Kính thưa quý vị, phần thi đấu của các thí sinh cũng đã khép lại chương trình siêu quậy tí hon của chúng ta ngày hôm nay. Và với kết quả như sau, đội màu xanh và đội màu đỏ cùng nhận được 11 điểm, đạt huy chương bạc với phần thưởng là những phần quà của nhà tài trợ và 1.200.000 đồng. Đội màu vàng sẽ nhận lấy huy chương giống như màu áo của mình vậy, đó là huy chương vàng với phần thưởng là 3 triệu đồng và những phần quà của nhà tài trợ. Kính thưa quý vị, chương trình siêu quậy tí hon do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện, được sự tài trợ bởi công ty cổ phần Diana, đến đây là kết thúc. Quý vị đừng quên giờ phát sóng của chương trình ngày thứ bảy hàng tuần lúc 19 giờ trên HTV7. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.